đặt tour du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh. Việc trở thành vùng xanh cũng như những chính sách mở cửa với du khách trong thời gian gần đây khiến ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc. Nhiều đơn vị du lịch kỳ vọng mùa Tết này sẽ là một mùa bội thu của người làm du lịch. Năm nay, nhiều du khách lựa chọn hình thức du lịch theo nhóm gia đình, bạn bè. Bên cạnh các tour du lịch chọn gói, nhiều công ty còn tổ chức tour theo yêu cầu của khách. Hiện nay, số lượng khách đến tìm hiểu và đặt tour Tết đang tăng cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Các điểm đến được khách hàng ưu tiên lựa chọn là Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đà Lạt. Một số tour Tết được mở với điểm đến như Đắk Nông, Buôn Ma Thuột nhằm tạo ra sự khác biệt, hấp dẫn với những du khách thích khám phá, trải nghiệm mới. Tour trong phạm vi thành phố như tham quan Cần Giờ, trải nghiệm địa đạo Củ Chi tiếp tục được khuyến mãi. Các địa điểm lưu trú lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm giá từ 30 đến 50% trong dịp Tết Nhâm Dần. Giá các tour trong dịp Tết không tăng so với các năm trước, trong khi đó các công ty du lịch triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn.